Xin chào mọi người, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục series là ép cân tại nhà cùng nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chinh phục lấy một bờ eo thon cũng như một chiếc bụng không gần mỡ nha. Và vậy thì chị em hãy cùng lên lớp với Bảo Ngọc Eric và đội nhóm của mình. Let's go. Đẩy hông chưa nha. 3, 2, 1 lên nào. Hông, 2, 3, 4, nhẹ hông nào. Sầu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lên cuối. Oh.
có che bóng tầm sân trước kia nhà.
rồi, hay quá. Tay lên nào. Chúng ta đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Hai bên kéo bạn. Màn hạnh phúc cho đời. Ok vui. Gió xuân tuyệt vời. Ok nữa nào. Màn say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Chéo tay đi. Nào tay nào. Còn nhớ phút giây gần gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Hai tay lên. Chiều xuân gió xuân nồng cháy. Để cho mỗi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình em chờ mãi. Mùa với màu tình hương. Màn hình vũ cho đây. Đẩy tay thẳng phía trước. Gió xuân tuyệt vời. Màn say đắm cho người. Ôi từng nụ hôn yêu thương. Đến đây nào. Màn hình vũ cho đây. Nhớ nhẹ em yêu. Ok. Màn hình vũ tuyệt vời. Okay. Say đắm cho người.